Ông Sơn vật tay với bò. Ông Sơn vật tay với bò ấy. Bò chứ không phải trâu. Ông vật thắng con bò, nát luôn cái bàn. Vật thắng đi. Đè tay con bò xuống mới là thắng chứ. Ông Sơn vật tay thắng 10 con bò. Ông Sơn tham gia cuộc thi vật tay bò. Ông Sơn đâu? Cuộc thi vật tay với bò cơ mà. Ông Sơn đâu? Ông Sơn vật thắng con bò cấp độ 1. Ông Sơn đầu bá cơ mà. Ông Sơn vật thắng con bò cấp độ 2. Ông Sơn gồng hết sức vật với con bò cấp độ 3. Gồng hết công lực lên. Ông Sơn cố hết sức và đã chiến thắng con bò. Ông Sơn uống 5 lon nước tăng lực. Cho ông Sơn uống đi. Uống 5 lon nước tăng lực xong, ông Sơn cơ bắp cuồn cuộn. Ông Sơn đấu với chủng cuối ChatGPT. Ông Sơn đầu bá cơ mà. Ông Sơn đã uống nước tăng lực nên cơ bắp cuồn cuộn cơ mà. Xong ông vật tay với ChatGPT. Ông Sơn gồng hết cơ bắp và vật thắng ChatGPT. Chiến thắng đi, ông Sơn chiến thắng ChatGPT một cách hùng mãnh. Nàn ý, ai đây? Ông Sơn vật tay thắng ChatGPT ấy. Ép cái tay nó xuống bàn mới là thắng chứ, hùng mãnh lên. Nàn ý, ép cái tay xuống bàn mới là thắng cơ. Ông Sơn vật tay thắng ChatGPT, ChatGPT thất bại thảm hại. Tay của ChatGPT bị tay ông Sơn ép xuống bàn ấy. Em nằm xuống chứ. Hích, ChatGPT thua cuộc. Tay ChatGPT bị tay ông Sơn đè xuống mặt bàn. Đè xuống. Vậy ChatGPT chịu thua ông Sơn khi vật tay. Vậy cảnh ChatGPT đầu hàng nhận thua ông Sơn. ChatGPT chắp tay nhận thua ông Sơn. ChatGPT chắp tay đầu hàng nhận thua ông Sơn ấy. ChatGPT đầu hàng cơ mà. Đầu hàng mà thế à? Vậy ChatGPT đầu hàng nhận thua. Ông Sơn vô địch cuộc thi vật tay. ChatGPT ngưỡng vọng ông Sơn.